Cô chào con. Chào mừng con đến với buổi kể chuyện của cô. Hôm nay, cô sẽ kể con nghe một câu chuyện về một chàng nông dân bán hành cùng với người vợ của mình. Trong một ngày nọ, trên đường đi bán hành, anh đã cứu lấy một chú chim sẻ đang bị tấn công bởi một con quạ và được chú trả ơn bằng một lọ nước thần kỳ. Và con cũng muốn biết chuyện gì sẽ đến với anh chàng nông dân này không? Nào bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung tiếp theo của câu chuyện. Ai mua hành tôi? Ngày xưa, có một anh nông dân nọ, nhà nghèo nhưng anh rất chăm chỉ và chịu khó. Một lần đi đốn củi, anh chợt trông thấy có một con quạ tha theo một chú chim sẻ tới gần chỗ anh để mà ăn thịt. Động lòng thương chim sẻ bé bỏng, anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Con quạ hậm hực bay đi, không quên ném lại tiếng đe dọa là nó sẽ báo thù anh. Đuổi được con quạ, anh trở lại chăm sóc chú chim sẻ, dịu dàng ủ nó trong bàn tay. Một lát sau, chú sẻ đã hồi tỉnh. Nó yếu ớt đập cánh, rồi đập mạnh hơn, cuối cùng bay lên được. Anh mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm và trở lại với công việc của mình. Một lát sau, chim sẻ ríu rít bay lại, mang theo một cái lọ bé xíu. Anh còn chưa hết ngạc nhiên thì chim sẻ đã cất tiếng nói. Đây là lọ nước thần, có phép màu, làm cho người thì đẹp ra, vật thì lớn thêm, trần gian không ai có. Xin biếu anh, coi như tỏ chút lòng biết ơn. Nói rồi, sẽ lại bay giúp đi. Anh tần ngần chẳng biết có nên tin hay không, nhưng cũng tò mò mở ra ngửi thử. Thấy hương thơm ngào ngạt, anh bật cười và nghĩ thầm. Ta biết dùng thứ này làm gì? Rồi anh đẩy nút lại và cất đi. Đến khi xong việc về nhà, anh treo luôn cái lọ trên kèo. Ít lâu sau, anh mãi lo lấy vợ, dần dần cũng quên bẵng nó đi. Vợ anh vốn quanh năm lam lũ, cho nên đen đủi, xấu xí. Nhưng được cái là cả hai rất thương yêu nhau. Một hôm, chồng đi cày vắng, nàng ở nhà quét dọn thì phát hiện ra cái lọ nhỏ ở trên kèo. Tò mò, nàng bắt ghế lên lấy rồi mở ra xem thử. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Nghĩ là nước thơm, nàng thích quá, bèn nấu một nồi nước to, rồi đổ cái thứ nước mới tìm được ấy vào để mà pha. Lạ thay, sau khi tắm gội xong, nàng trở nên trắng trẻo xinh đẹp hơn xưa cả trăm lần. Nước tắm trôi xuống mấy luống hành gần đó, khiến những cây hành lớn phỏng lên, củ to bằng bình vôi, dọc dài bằng đòn gánh. Chiều ngã bóng, người chồng đi cày về nhà, trông thấy vợ thì ngẩn cả người. Phải đến khi nàng cất tiếng thì anh mới tin cô gái đẹp như tiên ấy chính là vợ của mình. Nghe vợ nhắc đến lọ nước thơm, anh mới sực nhớ tới chú chim sẻ nọ. Thế rồi vừa ngẩn ngơ ngắm vợ, vừa thuật lại câu chuyện cũ cho nàng nghe. Từ đấy, anh chỉ muốn được ở nhà quấn quýt lấy vợ không rời.
Nhưng cứ bê trễ việc đồng án mãi thì đói mất, nên anh đành phải ra đồng làm việc. Để bớt phần nhớ vợ, anh thuê người vẽ chân dung của nàng. Mỗi lần đi làm, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để mà ngắm cho đỡ nhớ. Anh không hề hay biết, con quạ năm xưa vốn luôn ngấm ngầm theo dõi anh, đang đắc chí cười thầm khi đã nghĩ ra mưu kế để trả thù. Việc gì đến thì sẽ đến. Một hôm, những lúc anh lơ đãng, con quạ liền bất ngờ sà xuống, quắp lấy bức tranh rồi mang đi. Khi anh hò hét đuổi theo, thì nó đã bay xa tích tắp. Biết nhà vua cai trị lúc bấy giờ rất háo sắc, con quạ gian ác liền mang bức tranh vào đến tận kinh đô, thả xuống sân rồng. Chẳng mấy chốc, bức họa đã đến tay nhà vua. Vừa trông thấy, vua đã say sẩm mặt mày vì mê mẩn, lệnh cho quân lính phải tìm bằng được người trong tranh bắt đem về. Sục sạo nhiều ngày không được, bọn lính bèn nghĩ ra một cách. Chúng loan báo khắp nơi xem có ai mất một bức tranh vẽ người con gái rất đẹp hay không. Quả nhiên, anh nông dân thật thà liền mắc mưu đến nhận. Đoán rằng anh hẳn quen biết với người trong tranh, chúng theo anh về đến tận nhà. Quả nhiên thấy người đẹp đang ở đó. Chúng mừng húm, rồi bắt luôn vợ của anh đem về kinh đô, mặc cho anh gian xin chật giả. Sau khi bị bắt vào cung, người vợ không nói không cười, không cho ai đến gần, ủ rũ như một bông hoa thiếu ánh sáng. Mặc cho lão vua háo sắc ra sức chiều chuộng hay là dọa nạt. Nhưng lạ thay, dù héo hon đi, nàng vẫn xinh đẹp như tiên, khiến cho nhà vua càng dò đầu bứt tóc muốn lấy lòng nàng hơn nữa. Hết cách, ông ta bèn hạ lệnh cho rao trong dân chúng, hễ có ai khiến nàng nở một nụ cười thì sẽ ban cho chức quan to. Thế là người người nô nước trảy kinh thử vận may, nhưng chẳng có một người nào thành công cả. Anh chồng khi ấy đang ngày đêm ủ ê ở nhà, khi tin vua loan đến nơi, hy vọng được gặp lại vợ của anh lại lóe lên. Anh liền ra bờ giếng nhổ lấy mấy củ hành to bằng bình vôi, bỏ thành một gánh mang lên kinh. Anh rảo bước vượt qua bao đường đất, ban ngày cây tỏa bóng che đầu anh, đêm đến trăng dịu dàng soi lối bước chân của anh. Khi đến nơi, không quản mệt nhọc, anh vội quẳng gánh đến thẳng hoàng cung, đi lại trước cổng mà rao to lên: ai mua hành tôi dập bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Gió đưa tiếng ra của anh vọng đến tai của người vợ. Nàng im lặng lắng nghe, nét mặt mỗi lúc một rạng rỡ. Cuối cùng, nàng bảo với người hầu gái: hãy gọi người bán hành ấy vào đây cho ta. Được gặp lại chồng, nàng liền cười tươi như hoa. Vua nhìn thấy những củ hành to lạ thường thì kinh ngạc vô cùng. Ngỡ nàng thích thú vì tiếng rao và những củ hành kỳ lạ. Ông ta bèn nảy ra ý muốn tự mình cải trang thành người bán hành để mua vui cho người đẹp. Vua bảo với anh chồng: nhà ngươi hãy đặt gánh hành lại đó, rồi cởi áo ra mau. Nhà vua cởi long bào dứt ra và mặc bộ quần áo rách rưới vào. Bắt anh dạy cho bài rao hành mà anh vừa rao, rồi ông vừa quải gánh, vừa qua lại trước mặt người đẹp. Thấy vậy, nàng bèn cười ngặt nghẽo. Vua sung sướng càng làm già.
Nhưng trước đấy, nàng đã bảo người hầu đi thả đàn chó ra. Đàn chó thấy nhà vua, tưởng là người lạ, liền nhảy xổ ra. Nhà vua hoảng sợ, cùng với gánh hành, chạy bán sống bán chết. Lúc bấy giờ, nàng liền nói với chồng: "Chàng hãy khoác lông bào vào, rồi ngồi lên ngai vàng đi." Anh chồng vội làm theo. Trăm quan và cung nữ liền rạp đầu hành lễ. Từ đó, anh làm vua và ở với vợ trọn đời. Bé của cô ạ, qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng ở hiền thì gặp lành. Trong cuộc sống, chúng ta nên làm nhiều điều tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh để nhận lại được những điều tốt đẹp. Hãy nghĩ về những điều tốt lành trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết ơn những điều đó và sẽ giữ gìn chúng. Câu chuyện của cô đến đây là hết rồi. Cô chúc con ngủ ngon. Hẹn gặp lại con ở những câu chuyện tiếp theo nha.